Sony KDL32W700B được Sony cho ra mắt vào năm 2014 vừa qua đã tạo được một tiếng vang khá tốt với người tiêu dùng. TV có thiết kế hiện đại với phần khung viền được làm từ nhôm cao cấp. Bên cạnh đó, phần viền TV mỏng tạo cho người dùng cảm giác hình ảnh trên TV được tràn hết lên ngoài màn hình. Ngoài ra, thiết kế chân đế của TV còn cho phép người dùng có thể treo nó lên tường một cách tiện lợi. TV sở hữu kích thước màn hình 32 inch cho hiển thị hình ảnh ở độ phân giải Full HD vô cùng sống động. Ngoài ra, TV ứng dụng công nghệ xử lý hình ảnh X-Reality Pro thế hệ mới đến từ Sony nên cho trải nghiệm hình ảnh với chất lượng tuyệt hảo, màu sắc và đường nét tuyệt vời. Bên cạnh đó, TV còn có khả năng giảm nhiễu tiên tiến ngay cả với tín hiệu truyền hình kỹ thuật số, cho bạn thưởng thức các chương trình truyền hình với những chi tiết ấn tượng và màu sắc hiển thị vô cùng tự nhiên. Việc ứng dụng vào tần số quét Motion Blur XR200Hz có tác dụng làm giảm thiểu vệt mờ chuyển động nhanh, giúp những cảnh phim chuyển động nhanh như phim hành động hay thể thao tốc độ cao trở nên hoàn hảo. Sony KDL32W700B là dòng Smart TV thế hệ mới, nên giúp cho người dùng dễ dàng truy cập vào Internet thông qua mạng LAN hoặc Wi-Fi. Bạn sẽ dễ dàng đọc báo, xem phim hoặc nghe nhạc trực tuyến từ TV. Ngoài ra, TV còn hỗ trợ Remote One Click giúp cho người dùng tương tác với TV nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng Remote One Click thì bạn phải mua rơi bởi vì nó không được tặng kèm trong bộ sản phẩm. Nếu như bạn là một tín đồ của âm nhạc thì việc lựa chọn Sony KDL32W700B là một sự lựa chọn không tồi. TV được trang bị hệ thống loa với tổng công suất 16W, ứng dụng công nghệ âm thanh Lee Audio cộng giúp tinh chỉnh âm thanh TV thêm ấn tượng, mang đến trải nghiệm đầy cảm xúc với các công nghệ âm thanh như là S4 from surround cho âm thanh vòm 360 độ mạnh mẽ, Lee Frey giúp cân bằng các tần số âm thanh. Ngoài ra, nó còn giúp cho giọng nói được rõ ràng và cụ thể hơn. Còn nếu bạn là một tín đồ của môn thể thao vua thì TV còn có chế độ Play Football giúp tự động điều chỉnh các chế độ thiết lập âm thanh để đạt được một trải nghiệm sân vận động đích thực, mang đến trải nghiệm âm thanh sân cỏ trong tầm tay. Bên cạnh việc kết nối Internet thì TV còn cho phép người dùng sử dụng kết nối TV với các thiết bị ngoại vi khác thông qua cổng HDMI, USB hay kết nối MHL. Ngoài ra, ứng dụng Photoshare mà TV mang đến giúp cho người dùng dễ dàng chia sẻ hình ảnh giữa smartphone và TV đúng theo tỷ lệ ảnh gốc. Photoshare hiện tại đang được hỗ trợ với những smartphone sử dụng hệ điều hành Android 2.3 và iOS 5 trở lên. Ngoài những tính năng vượt trội như đã đề cập thì TV Sony KDL32W700B còn hỗ trợ tính năng thu được truyền hình kỹ thuật số vô cùng tiện lợi, giúp mang đến cho bạn ít nhất 15 kênh truyền hình kỹ thuật số mà không phải tốn tiền mua thêm đầu thu kỹ thuật số rồi. Có thể nói, với tất cả những gì mà Sony KDL32W700B đã mang đến thì TV quả thực đúng chuẩn một TV hoàn hảo đến từng chi tiết mà lại có giá cả vô cùng phải...